Ồ, đây đây hai chục vé của chú này. Dạ, 20 vé. Series là 575208. Ôi giời ơi, số đẹp quá. Rồi, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn cha là trong tu hành đi khi trong trong chỗ trúng thưởng à? dạ. Nếu mà trúng thưởng thì chú sẽ làm gì với cái số Dạ. tiền bảy hơn 4 tỷ đồng này? Dạ. Thì hôm nay chú này, hôm nay còn đến đây đấy, thì chú có cái nguyện vọng gì không? Thưa vị mà anh Khánh vì tất cả bà con xung quanh đây về mạnh nhân quân Dạ. có một đời của Con cất vé cho chú. Dạ. đời của tổ tổng là có nguyện vọng là cả giờ các mạnh thân quân có lòng hảo tâm giúp đỡ cho tổng Sửa cái xe đồng tiền để cho chặt xe đi ha. còn từ kiếm thống mà hàng ngày thôi chứ con cũng ngược mà chết. Ơi giờ vâng vâng cháu chào chú. Dạ 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 chào anh em. Dạ dạ chú ăn cơm trưa chưa? Dạ mua đây đã mà chưa ăn. À mua đời đây mà chưa ăn hả? Dạ. À cháu giới thiệu với chú, cháu tên là Khánh. À dạ. Dạ dạ cháu làm bên chương trình em có cái chương trình của anh hay ngoài đồng lợi em có biết. À dạ dạ cháu đang ít tuổi thôi, chú gọi cháu là cháu, chú đừng có gọi anh làm cháu. Cháu ngại quá. Dạ. Em giới thiệu lại cái tên thì chú vẫn hay theo dõi chương trình của cháu hả? dạ dạ À thế hả? dạ Vâng cháu hôm nay có dịp đi qua Quảng Trị, dạ đi qua thành phố Đông Hà ở đây, thì được chỗ anh Thắng là anh Thăng ở đây cũng anh em quen biết và có kể về câu chuyện của chú. Vâng thì cháu qua cháu trò chuyện thăm chú một tí. Dạ. Vâng. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang có mặt ở tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị quý vị ạ. Thì hôm nay trên cái hành trình mà Khánh đi vào thành phố Huế có chút công việc ở trong đó, thì đi qua đây thì cũng biết về một cái câu chuyện cũng khá là đặc biệt, thì cũng muốn được tâm sự và để hiểu về cái câu chuyện này. Thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh trò chuyện với chú đây một chút. Chú nha. Dạ, chú tên là chi hề? Tên là Lê Ngọc Tuấn. Chú là Lê Ngọc Tuấn á? Dạ. Được biết là chú là quê là ở trong Huế à? Quê trong Huế, em ra ở đây lâu rồi. Ra Dạ. hồi 15 tuổi, nghỉ học và ra học một nghề ngoài đi. À ra ở Quảng Trị đó hả? Dạ, bên lớn lên bên lấy vợ ở ngoài đấy luôn, từ Dạ. 15 tuổi. Dạ, chú Tuấn bị làm sao mà bị tàn tật như này, bị phải chống gậy như này? Bị tai tai biến À chú bị tai biến á? bị 3 năm rồi. À chú bị 3 năm rồi. Thế hiện nay là chú đang ở trọ đây à? Em thuê trọ ở đây ở. Chú cứ gọi chú với cháu đi. Thế cháu đang ít tuổi lắm, chú là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 52 tuổi tuổi có Năm 53 tuổi mù, 52 tuổi trong. À 52 tuổi tròn á. Cháu đang ít tuổi lắm, cháu đang thua chú mấy mười mấy tuổi đấy. Dạ chú đừng có xưng em, chú đừng có xưng em với cháu là ngài quá. Thế là nhà cửa chú đâu mà sao chú phải ở trọ đấy? Nhà thì em cha của tôi cái tế ở khu phố 1 phường 5 Đông Hà này, ở sau đường Trần Đại Nghĩa, sau lưng bệnh viện Lê Lợi á, Dạ. khoa tỉnh Quảng Trị cũ á. Vâng. Vợ chồng ly hôn ly thân sắp cách xa bán nhà chia tài sản À bán nhà chia tài sản rồi. và có được hai cháu anh mới qua lao lập nghiệp làm ăn À. đó, mà một chục trái có vợ rồi mà lập nghiệp ở bên Lào á, mà về ăn mùng năm cháu bị tai nạn chết. Ồ. Tội nghiệp hả? Còn tôi cũng qua Lào làm ăn lòng mà cũng bị tai biến đó, bị bên Lào về đây, À. bị trở về về đây Việt Nam mình đây. Vâng. Nhìn chung là của quả chứ là bị đi sạch hết. Là để chữa bệnh hết á? Nhà mất cái bên làm ăn tự nhiên bên đột xuất bị đột quỵ đi. Đột quỵ là mình không không lấy được tiền bên đó về. Không lại được nên là cái đường qua lại thì họ họ trả lời là mất rồi vì ông trộm rồi vì họ được hỗn trả rồi tiền làm hết. À. Mình yên được, mình giờ bạn bè qua thì bạn bè mới trả lời rồi tới. Thế là cuối cùng là bao nhiêu công sức mà chú
gầy rừng ở bên nước Lào là cuối cùng về là không được đồng không, nào. Không có chết hết. Khi tai biến là hỗ trợ mình cấp cứu về mình biết chết hết. À, mất hết. Là tội nghiệp quá nhỉ. Thế là bây giờ là chú đến tại điểm bây giờ là chú bị tai biến này được là mấy năm rồi? 3 năm hả? Dạ, 3 năm rồi. 3 năm. Dạ. Thế còn vợ chồng là cũng chia tay nhau rồi hả? Vợ thì chia tay từ năm 2006 đi. À. 2005 đi lao động xuất khẩu bên Malaysia. À. Bà về bà ly dị vợ. Dạ. Được hai người con. Dạ, hai con thì một em thì mất rồi. Một em mất rồi, cháu trai mất rồi, con tụi gái đi để chồng ở trên Tân Long Lâu Bảo á. À, trên Tân Lâm hả? Tân trên Lâm, vùng miền núi trên Hướng Hóa. Trên Hướng Hóa, cách cửa khẩu Lâu Bảo 8 cây. Vâng. Mới gặp lại chồng là chúng em chỗ là chồng cũng đã chi rồi nhà nghèo nữa. Dạ. Cả ông cha thì già một bà già thì bị tai biến năm chỗ mà hàng tuổi thân tuổi thịt tuổi đồ đó cháu cực khổ lắm. Vâng. Dạ. Tội nghiệp quý vị nghe chú Tuấn kể mà cũng rất là thương. Đáng lẽ là không đến nỗi như thế này đâu quý vị, nhưng mà cũng không may là chú bị tai biến ở bên Lào đấy, cho nên là toàn bộ tiền bạc rồi tài sản mà cũng gọi là trước đây cũng gầy dựng được ở bên nước Lào thì bây giờ cũng tan biến hết rồi. Thời gian cũng đi buôn gỗ bên Lào mà bị bắt bên Lào một xe của tắc là chúng năm 18 tuổi là mất của. À. Thế họ ngồi ở này đi mấy sáng năm 19 là chứ hàng tâm tái là của đi thay người. Vâng. Thế cũng của qua năm 19 chỉ là từng năm là cho cháu trai bị mất. Dạ. Thế bà cuối năm tôi bị tai biến. Vâng. Dạ. Tức là em nó bị mất trước khi chú bị tai biến à? Dạ, mất trước khi bị tai biến. Dạ. Tội nghiệp hả? Chúng hắn mất nó máy chứ mình chưa bị tai biến nó mà cũng xây mồ xây lăng cho hắn đang hoang rồi. Còn lo được cho em đúng không? Lo cho em rồi. Vâng. Mình bị tai biến. Vâng, vâng. Chứ không nữa thì rồi là dạ. không ai lo được cho em nha. Dạ. Tội nghiệp quá. Bây giờ là chú ở trò đây là được mấy năm rồi? Dạ. Gần 2 năm rồi anh Thắng à. Gần 2 năm rồi. Dạ. Tay sẽ lợi bên viện. Dạ. Ở trong viện á. Dạ. Viện chính ở trong viện á. Vâng. Nằm ở đường viện. Dạ. Tội nghiệp hả? Thế bây giờ là hàng ngày thì đâu cháu vào tham quan cái nhà trò chú tí nhỉ? Dạ. Đây cái căn nhà trò của chú Tuấn đây quý vị này. Đấy. Tầm này tuổi rồi đáng lẽ là bây giờ là nhà cao cửa rồng. Sống đầy đủ cùng với con cháu nhưng mà không may thì bây giờ chú xảy ra cái biến cố rồi bây giờ tay trắng. Nhà cửa chúng đầy đủ cả. Dạ dạ, chú đi vào đấy con xem chút. Ôi giời. Chú là bây giờ bị liệt hẳn một bên à chú Tuấn? Bị liệt một nửa người đó. Bên chú bị bên phải đấy. Dạ bên phải. À. Đây là cái căn nhà trò của chú đấy ha. À. Trò đây 2 năm rồi. Dạ. Vâng. Đấy, thuê căn nhà trò nhưng cũng giống như nhà mình cho nên là cũng làm cái bát hương chén nước ở đây để thắp hương thổ công thần đất đấy hả? Thắp cho cháu. À. Rồi thờ cháu. Rồi là thắp hương để thờ con trai luôn hả? Dạ, đó. Ồ, tội nghiệp nhỉ. Được. Mấy vâng. Cái đồ đó của anh là gửi trò, anh trưởng trò bán cho anh đưa tại lấy. À, dạ. Anh chủ trò gửi hả? Không, thì người ở trò bên đi bầu trưởng trò, bầu gửi đâu có. À, tức là cái đồ đạc này là mấy cái người mà hàng xóm đấy đấy. Dạ, dạ. Trò gần đây là họ về họ gửi đấy. Họ gửi đó. Họ chuyện trò họ gửi đấy. Dạ. Vâng. Mình đứng có gì hết. Dạ. Tức là một mình chú là một mình chú là ở cái phòng này. Một phòng này thuê một tháng hết bao nhiêu tiền chú? Dạ, một tháng 500 ngàn. 500 ngàn á? Mình trả riêng. Dạ. Dạ dạ. Ồ thế rồi nấu ăn nấu uống ở chỗ nào hay là mình ăn cơm bùi? Dạ ăn cơm bùi cho nắng nóng. À tức là hàng ngày là mình dạ. mua cơm bùi đấy hả? Mua cơm bùi về ăn. À, mua cơm bùi về đây ăn. Anh Thắng nói là trên đi có người tới phải lo về sớm mà mua để. Dạ à tức là anh Thắng bảo là trưa nay có người tới đấy. Dạ. Cho nên là về sớm ấy. Dạ. Thế còn bình thường mà chú không về sớm thì chú đi đâu? Dạ, đi bằng một chỗ đó, dọc đường nữa. Ồ, tức là bây giờ là chú đi bán vé số để kiếm sống hàng ngày á? Dạ, chắc có anh nuôi bán, có đồng cũng có. Ồ. Ta chơi chứ hết, dạ. Dạ. Ồ, thế là đây là cái giữa giường, đây là cái
cái đồ nghề của chú đấy hả? Dạ, đồ nghề đi bán vé số thôi. Ờ, đấy hàng ngày là chú đi bán vé số đấy quý vị này. Dạ. Xe hư và đi nổi và cứ ngồi đó, ngồi tại chỗ cái quán đóng mà ngồi đó, ai mà cái mà thấy cái này cả. À, tức là chú cứ đi lắc lắc này đi bán vé số khắp khắp phố á? Dạ, thì có xe đi xe và mình chạy tới quán là mình dừng bôi bán. Ồ, xe tức là chú như thế này chú vẫn đi được xe à? Dạ, xe bao bánh đó, anh Thăng làm xe bao bánh. Ồ, xe bao bánh của chú đâu ra cháu xem đó. Vâng. Xe hư rồi à? Dạ. Ôi giời, à đây là trước này là cái con Jupiter này là của chú đấy hả? Dạ. Cái này chú mua lâu chưa? Dạ. Tiền mà cho tiền mà xe đi. À, tức là anh Thăng trước đây kêu gọi cho cái xe này đấy à? Ôi giời. Ê bác Thăng làm gì đấy? Hả? À, tức là cái xe này là trước đây là anh Thăng là người mà kêu gọi để giúp cho chú Tuấn đấy hả? Kêu gọi giúp cho chú Tuấn. Vâng. Anh đưa cái đồ nghề này ra để sửa cho chú ha, đi sửa ha. Vâng. Quý vị hôm nay thì để biết về câu chuyện của chú Tuấn ở đây đấy, thì Khánh được anh Thăng là một anh bạn của Khánh ở tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị đây, cũng là một cái người mà có cái tấm lòng bác ái rất là tuyệt vời, thường xuyên kết nối để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn. Thì trò chuyện với anh Thăng một chút để hiểu thêm về chú Tuấn một tí hả? Đây là cái xe này là anh Thăng là ngày xưa kết nối để giúp cho chú Tuấn à? Đúng rồi, ngày xưa anh kết nối kêu gọi và giúp cho chú chụp xe. À, vì chú lắc chú một cái chân thì chú đi không được. À, thì hoàn thiện thì quá tội. Vâng. Ừ. Thì anh kêu gọi mình thành quen sửa lại chú trong một thời gian này để chú kiểm sống, nói chung là gọi là kinh cấu để kiểm sống đấy. Vâng. Anh nhìn lên ống kính giao lưu với khán giả đấy kể. Vâng. Thì giờ là giờ chiếc xe hư rồi mà ngày nay 10 đến 15 ngày nay rồi. Là chủ nhắc bố đi hàng cây số. Tội nghiệp chú ạ. Quá là tội nghiệp. Dạ. Tội nghiệp chú Tuấn quá. Thế thì bây giờ con hỏi chú thế là sao lại bây giờ đến cái độ tuổi này mà bây giờ chú thì bì như thế này rồi đấy. Thì sao không về ở với bây giờ hôn nhân gia đình thì không may thì cũng tan vỡ rồi. Thế còn ông bà đâu? Dạ, không về ở với ông bà cho nó vui. Ông thì chết, con ba cũng tám má, tôi cũng bị tai biến nữa. Ồ rồi ôi. Thì chứ anh em thì ai có nuôi ở riêng nuôi nãy thôi. Dạ. Thì khi mình hoàn nạn anh em giúp hết chứ anh em cực khổ lắm. Vâng. Chứ mình đã ở đây là con hộ khẩu ở đây á, sống ở đây quen rồi. Sống ở thành phố đấy quen rồi. Dạ, quen là chứ ra đây mà vừa ở đây mà kiếm sống thôi. Thế là cứ ở trò như này để đi bán vé số kiếm sống qua ngày đấy. Dạ, kiếm sống qua ngày rồi. Rồi, quý vị chúng ta nhìn cái xe này. Thế đây là cái xe mà chú đi bán vé số hàng ngày đấy à? Dạ. Ôi, chứ bây giờ mỗi lần mà để dắt xe ra, dắt xe vào là ai dắt cho chú? Dạ, thì khi mà đây mình dừng xe ngoài đấy, mình treo lên mình chạy từ từ ra rồi. Chạy từ từ ra. Dạ. Nhưng mỗi lần mà để. Đưa lên chứ. Hả? Đưa một chân lên đi. Bây giờ là con hỏi là toàn bộ cái phía bên phải này của chú là liệt hết rồi. Dạ. Chú cái tay này bây giờ chú giơ được không? Giơ mà yếu lắm. Hả? Giơ. Ui giời ơi. Giơ lên yếu lắm. Yếu lắm à? Vừa đi giơ được đấy mà năm ngoái là chú Thăng giới thiệu về đây ở là giơ không nổi. Đi bán vé số là bên anh có giờ lên được đấy. Cái này nếu mà như thế này chú có lẽ là chú vào bệnh viện phục hồi chức năng đấy. À, mình tập. Em là một năm bệnh viện chức năng Thơ Thiên Huế. Dạ. Năm 36 cái bảo hiểm á, hết hàng rồi có cái luật mới là ngoài tỉnh là không được. Thì bây giờ mình nằm ở Quảng Trị đấy. Còn thì nằm Quảng Trị đấy mà phục hồi thì cuộc chị ở đây này ra chứ anh chị họ đi bán đi kiếm việc mà đi bán về chỗ đó chứ tôi ở đây họ cũng thế đấy hả? Cũng thế thôi. Vâng. Không có chứ hơn hết dạ. Anh cứ vận động chân mỗi tốt chân đấy. Dạ. Bà chủ về thì tạo điều kiện đi bán một chỗ rồi vận động. Dạ. Mà kiếm ăn cho con bạm bệnh viện hoa được cũng đủ đắng nè. Vâng. Cho nên là
Cho nên là chú quyết định là về để đi bán vé số. Thứ nhất là để một cái môi trường để mình vận động, để mình tập. Thứ hai nữa là có thêm cái thu nhập để mình còn có cái mà duy trì cuộc sống, phải không? Dạ, tội nghiệp quý vị. Thế lâu nay là cái xe này của chú là bị hỏng lâu chưa? Cách đây hơn 10 ngày rồi. Hơn 10 ngày là bị hỏng này rồi hả? Nó về thờ ông đa là hắn sửa, nó nói là 5 cân. Chị lên ô tô thì ô tô này là em sửa xe này, chị bê dị xe máy ạ, xe ông đa. Bất cứ chị lưu chị tới mà xe thì mình thấy xe bò kéo đi. Tổng hết 700 ngàn mà ngã sửa qua xong chấp nhận bê bờ để ở nhà. Anh Thắng sang bên này em trò chuyện chút này. Bây giờ cái xe của chú này là đợt trước anh làm ở đâu? Bây giờ đi sửa, nếu mà sửa thì sửa ở đâu? Giờ đợt trước phải đi làm trong lăng cô hoặc lăng em cô em đứng đây. Ra xa xa quay để cả xe cả người. Cái đợt trước là anh sửa xong thì nó hư tiếp. Anh sửa cái bàn giao cho xe cho chủ để chủ đi bán á. Vâng. Thì một thời gian thì nó hư tiếp và chủ đem vào trong kia chủ sửa. Thì họ giới thiệu vô trong cái xe sửa vì ở đây không có cái đồ phụ tùng này. Trong kia là trong nào? Trong ở Lăng Cô. Cái này ôi giời, Lăng Cô là mãi trong giáp với đèo Hải Vân á. Đây vẫn là dạ. Ôi giời, sao mà sửa xe này mà phải vào tận đèo Hải Vân xa thế? Trong là có người làm loại xe đi. Xe đồ. Biết cái dòng xe đồ. Thế bây giờ nếu mà sửa xe đi là phải gửi vào Lăng Cô à? Giờ thì đặt hàng em. Chưa. Chủ quá trên mạng là. Nhưng mà bây giờ là bị hỏng cái gì chú có biết không? Dạ, cái trục vít trái. Đâu, chú lại chỉ cho con. Ôi, nhìn chú Tuấn đi như này, quý vị này. Tồi thế chứ này. Còn đi bạn về số nữa, nhắc về. Cái số. Hư cái trục này đấy. À, hư cái trục đó hả? Dạ. Thế bây giờ đặt mua cái trục này về là thay là được đúng không? Chứ đặt mua mà chứ chú. Giờ anh đông nói anh có trên mạng mà đặt trong Sài Gòn rồi. À. Là cho. Trả phải bộ nên quất hết, cởi ra là bộ mới thì thay qua thôi. Là 8 triệu rưỡi trong Sài Gòn, là chưa có từng chip. Thì mình cho khoảng 9 triệu á. Ôi rồi. Chứ đặt ra mà hồi hàng 20 ngày, chứ bữa chứ khoảng 10 ngày rồi, còn 10 ngày nữa là hồi mình gửi ra. Đặt chưa? Thì đặt ra mà chưa đăng. Chưa có tiền. Chưa đăng thiếu tiền mà. Nhờ anh kêu gọi. Mà chưa anh đóng nữa là anh cho mượn được 3 triệu. Vâng. Còn kêu gọi nữa mà chưa chủ thắng kêu gọi. Vâng. Giờ đây có anh Huy. Tội nghiệp nha. Tội nghiệp chú nha. Dạ. Gọi mà chưa lại đây. Hàng ngày đấy, hàng ngày như thế thì chú lên đứng trên này cho nó mát đi. Hàng ngày như, ôi giời, như thế này chứ này. Đáng lẽ như tuổi của chú Tuấn như này là bây giờ chú được nghỉ ngơi rồi, thôi được rồi, chú đứng đó. Dạ, tội nghiệp thế. Chứ rồi có ăn uống gì được không? Hàng ngày ăn uống thì vẫn bình thường chứ? Ăn bình thường được. Vệ sinh cá nhân có khó khăn lắm không? Dạ, thì khó, phải chiều cho nắng. Ừ. Một lần vệ sinh tắm rửa là lâu lắm, cả tiếng đồng hồ chưa xong. Cả tiếng đồng hồ chưa xong á? Tháo tạc đâu. Ừ, cái miệng là mình bị hơi mèo méo một tí á. Bữa nay đỡ mèo, bữa nay em cố gắng. Chú với cháu đấy. Hai chú cháu. Dạ. Gọi tập cái đỡ mèo luôn. Dạ. Cái tiếng nó treo đấy, nhưng mà đi đỡ lắm. Vâng. Dạ. Thế rồi hàng ngày như thế là chú đi bán vé số như thế thì thu nhập có được nhiều không? Còn ngày thì được 70-80 nữa, còn ngày được 21 trúng mánh là được 100 vé, được 100 ngang. Trúng mánh là được 100 vé? Dạ. Một vé đó là chú lời được mấy tiền? Lời 1 ngang. Một vé là được 1 ngàn? Dạ, 100 vé lời 100 ngang. Ừ. Và ăn uống đổ xăng nó còn dư là bu được, đối đông là bu những ngày mình đau ốm, mình đi bán được, mình ở nhà mình nắng. Dạ. Có hay bị đau ốm không? Dạ, cũng có chứ, bị hay đau là bị ở nhà, mệt, ngày mong mệt rồi là có. Trước đâu là ở nhà cũng đi bán được, ở nhà. Thế rồi con gái thì lấy chồng ở trên xa rồi thì cũng nghèo khó, nhưng rồi có lâu lâu có đồng viên có giúp đỡ chú được tí nào không? Không có, nhưng mà từ cha bạn bố cho được cái máy bơi được điện thoại hàng ngày. Tức là con gái mua cho được cái máy. Dạ. Rồi điện thoại hàng ngày. Điện thoại hàng ngày đó. Vâng. Vừa nãy điện thoại trên mạng cũng tiên là cứ điện quan tâm về ba đã có trường chỉ ba điện cho con nữa. Vâng. Chẳng còn tiền. Dạ. Để chức về mà là thằng đi chi cho được 200 ngàn là ba thì con cũng có tiền con rồi. Bên mình đã
bà dặn chứ bà cho là đây. Vâng. Vâng, con gái được mấy đứa con rồi? Dạ, một đứa. Rồi hai vợ chồng làm công việc gì? Chồng đi làm thợ đồng thất nghiệp, từ ngày mà bị Covid chứ là đi chợ chuối bên Lào á. À. Bà chứ không cho qua bà thất nghiệp. Vâng. Đang đây bà con chắc bạn làm một chân một tay và nuôi cả nhà rồi. À. Ông già thì 80 mấy tuổi, mùa già được tầm mấy đó mà mùa già bị cũng tái biến di chủ đi. À. Mà chưa bị năm. Ờ, tức là bà xui cũng bị tái biến. Bị tái biến một năm rồi mà năm một chỗ. Vâng. Giống như thực vật nữa. Đi chậu lõ rồi cũng gọi khổ lắm. Vâng. Thế mấy ngày nay là mấy ngày nay khi mà cái xe của chú này, cái bàn chiến hữu này của chú bị hỏng như này là chú cứ phải đi lốc bồ này đi bán à? Dạ thì vì bên sáng tới mà cái lốc bồ nó được hai ba con cà phê đó. À. Rồi bà kiếm tiền ăn trong ngày đó. Lốc bồ buổi sáng đi, mỗi lần đi như thế chú đi khoảng mấy cây số? Thì đi được nhiều lắm, đi những người gọi ai quen thì xin chờ cho tới tài khoản nợ còn tới đó. À. Mà để khi mình xin xe về đó. Vâng. Mà xin có ai xin đi bộ túc tắc đó, đi từ ra mệt mỏi nghỉ này nữa. Ôi giời, cũng tồi chú nhỉ. Hôm nay từ sáng giờ là chú bán được mấy vé rồi? Bán được 20 mấy vé. 20 mấy vé rồi. Chú ra đây chú bán cho cháu ít vé nào. Chú bán cho cháu ít vé để chú coi thử có may mắn không nào. Nhá, chú lấy đi, chú lấy vé ra để cháu mua cho chú ít vé nhá. Dạ dạ dạ. Mai trúng rồi. Dạ. Dạ. Hôm nay quý vị này, hôm nay là có nhiều anh chị Nhân Đông Hương Hà Tĩnh nhá. Dạ dạ dạ. À, rồi, cảm ơn anh Hiểu. Anh Thăng rồi, chú đang lấy vé ra đây hả? À, con lấy cái đồ nghề cái túi của chú ra để cháu xem với. Đây quý vị này. Đó, hình ảnh. Chú đeo xách vào đi, giống như chú đi bán thôi. Đó. Đây là cái ôi giời chú đeo cái xác này nó rất là vùng núi miền cao này. Ai chú mua hay là ai tặng đấy? Dạ mình từ mua. Ờ cái xác này chú từ mua ha. Dạ. Chúng cũng có ai cái đằng chứ có chắc anh tăng kêu gọi tăng chặt xe rồi tới chân. Dạ. Kém chẳng có ai tăng kia. Vâng vâng. Cháu là ít mua vé số lắm. Dạ. Mà mới trúng vé số là có một lần thôi. Ôi trời trời. Cái lần đó là hồi đó là cháu đi vào trong Cà Mau ấy. Dạ. Đấy thì là cũng có cái người mà người ta cháu đang ngồi uống nước ấy. Thế là có người phụ nữ người ta lại người ta bán thì cháu cũng trúng được cái vé đó, hồi đó là hình như là được 500-600 ngàn gì đấy. Yeah. Hôm nay chú Tuấn xem là thiết kế cho cháu cái vé nào làm sao mà cái vé này một vé này là mấy tiền? 10.000. 10.000 á? Dạ. Mà nếu mà trúng là được mấy tiền? Trúng được 2 tỷ đấy. Ủa trúng là được 2 tỷ luôn à? Trúng được đắt là. Chứ là bỏ 10.000 mà có thể được 2 tỷ đồng thì cũng là nên đầu tư chú hả? À, đấy. Yeah. Quý vị nào mà chúng ta ở khu vực thành phố Đông Hà, Quảng Trị đấy thì nếu gặp chú Tuấn, quý vị chúng ta hãy ủng hộ cho chú Tuấn quý vị nhé. Thứ nhất đó là một cái cơ hội đầu tư cho quý vị. Nếu mà chúng ta trúng là chúng ta được 2 tỷ, mặc dù chúng ta bỏ ra chỉ có 10.000 đồng thôi. Chú Hải. Dạ. Thứ hai nữa là đồng viên chú Tuấn, bởi vì là một người đàn ông, bây giờ cũng là ông nội và cũng là ông ngoại rồi. Mặc dù là chú năm nay mới có 52 tuổi thôi. Tuy nhiên thì không may chú bị một cái căn bệnh đó là tai biến mạch máu não. Và bây giờ thì bị liệt phần bên phải, toàn bộ phần bên phải rồi. Nhưng cái điều quan trọng ở đây đó là chú có một cái ý chí, một cái nghị lực sống rất là mạnh mẽ. Hàng ngày vẫn lóc bồ bằng cái cơ thể nó tật nguyền như thế này đấy quý vị. Để đi bán vé số đấy. Đó, quý vị chúng ta nhìn thấy. Đó. Quý vị mà chúng ta đi như chú Tuấn như thế này khoảng tầm vài cây số bình thường thôi. Chúng ta đã rất là mệt rồi mà chú Tuấn như thế này thì càng mệt hơn nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà chúng ta đi uống cà phê, đi ăn nhà hàng mà gặp chú Tuấn thì chúng ta cũng ủng hộ cho chú Tuấn nha. Dạ, chú ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Rồi hôm nay thì ta đứng cạnh cái xe màu trắng này của chú này. Rồi chú lấy cho con khoảng mấy cái vé tùy chú. Bao nhiêu cũng được. Miễn làm sao mà trúng là được. Đấy. Con mua cho chú ít cái vé. Ít vé số.
đấy. Mua thì bỏ bạc mình lấy để vẽ đi. À, bỏ gì? Bỏ lông bạc mình thấy cái tay mình đầy vẽ. À. Tay nhưng tay đó là không có bấu víu gì được nữa. Hên xui đấy. Hên xui á? Chú một sấp đấy. Một sấp này chú bán cho chú gọi là bán may mắn cho cháu một sấp này hả? Dạ. Trúng không? Theo chú trúng không? Cái này trúng không thì bây giờ quý vị nha, đây là một vé là 10.000 đồng. Và ở đây một sấp này là mấy vé chú? Là 10 vé. 10 vé. Mười vé nếu mà cháu trúng là cháu được 4 tỷ. Hả? Vì có hai vé là giống nhau thôi. Hai vé giống nhau là 4 tỷ thôi. Còn mấy là an ủi. An ủi là sao? Là trái con từ 0 tới 9. Vé nào 2 số. À. Họ cho trúng hai vé đặc biệt thôi. Hai vé đặc biệt thôi. Còn mấy là an ủi giống như là phù đặc biệt á. À. Có nghĩa là hai vé này nếu mà cháu trúng là cháu được 4 tỷ. 4 tỷ. Cộng với là một vé 50 triệu là trái con ní, trái con đầu tiên ní là là một vé 50 triệu. Dạ dạ. Trái bất cứ con nào mà vâng. Ní là 6 triệu một vé. Dạ dạ. Dạ. Hôm nay là Khánh mua 10 vé ở đây. À. Và nếu mà tối đa thì Khánh sẽ được hơn 4 tỷ đồng chú hề. Dạ dạ, hơn 4 tỷ đồng. Hơn 4 tỷ đồng. À, hy vọng rằng là sổ số thì ít nước lời nhà. Và sẽ mang lại những cái điều may mắn và toàn bộ cái số tiền mà Khánh trúng sổ số này sẽ đưa vào cái quỹ từ thiện để giúp đỡ cho đồng bào những người khó khăn hoàn nạn. Và trong đó sẽ có những cái phần quà đặc biệt đối với chú Tuấn nếu mà thắng, nếu mà trúng thưởng chú nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ ủng hộ cho Khánh để Khánh trúng thưởng nha. Rồi, chú bán cho cháu 10 cái vé này chú có nhắn nhủ gì không? Thì chú cầu gì cho cháu? Chú mới bán đi ra, nói chung đầu tiên là may mắn là tôi lời kiếm được chục ngàn. Dạ. Thật chứ đó. Vâng. Là thứ nhất là thứ hai là cầu ông trời. Dạ. Phù hộ cho trọng cho chú Khánh trọng để chú làm được thiền nhất cho các mệnh đời kém may mắn. May mắn đi. Dạ dạ. Được hướng. Được chia sẻ đúng không? Chia sẻ đó. Dạ dạ. Thế thì hôm nay đầu tiên là cháu trả cái tiền vé sổ số cái đã. Dạ, cháu trả cái tiền vé sổ số. Tức là 10 vé này là mấy tiền chú này? 100 ngàn chú. Ôi giời, sao lại không có tiền này với? Chết thật, à đây. Rồi đây à, Cháu đây là tờ 500 ngàn. Dạ. Dạ. 500 ngàn là được mấy vé chú nhỉ? 50 vé hả? Dạ. 50 vé mà chú mới đưa cho con đây 10 vé đúng không? Thế bây giờ đấy, chú đưa cho con thêm là thêm 40 vé nữa đúng không? Dạ. Thế bây giờ chú chỉ đưa cho con 20 vé nữa thôi. Dạ. Còn 20 vé là con tặng chú. Và trong cái số 20 vé nữa con cũng hy vọng là chú sẽ trúng thưởng. Dạ. Được không? Đấy thì chú lấy cho con thêm mấy vé nữa. Chú rút cho nó trúng thưởng nhá. Cái này là được 4 tỷ rồi này. Yeah. Còn trong này là mình lấy là đây là của một đài hay là của nhiều đài đấy chú? Một đài thôi. À, một đài thôi, có nghĩa là đặc biệt là tối đa là cháu được 4 tỷ đây rồi đúng không? Là đây thì mới được 4 tỷ thôi. Yeah. Thì trong đó chú lấy con 20 vé nữa thì nó sẽ được thêm mấy chục triệu nữa. Yeah. Mấy trăm triệu à, có được không? Anh coi thì đủ không? Rồi không đủ hay không đủ cũng được. Rồi. Chắc đủ này. Rồi rồi có sắp đây rồi. Dạ. Rồi có nghĩa là đây là hơn 4 tỷ rồi. Dạ. Đấy còn 20 vé là con tặng chú nhá. Dạ. Và hy vọng là cũng trúng thưởng chú nhá. Dạ, chứ em lấy 20 vé đâu nè. Chú phải lấy 20 vé bỏ riêng ra bên ngoài, dạ, không được bán đâu này. Dạ, không được, để cho em lấy. À đấy, dạ. Chấp môn, đây nhiều là đủ mà có mình có trục đôi cả rồi. Vâng. Đây. Rồi. Đấy, cái này là của chú đúng không? Quay cho đó. Đây là của chú ha? Dạ đó. Ồ, đây 20 vé của chú này. Dạ 20 vé. Series là 575208. Ôi giời ơi, số đẹp quá. Cảm ơn. Rồi. Mong cha là trúng đi khi trúng thưởng à. Dạ. Nếu mà trúng thưởng thì chú sẽ làm gì với cái số tiền hơn 4 tỷ đồng này? Dạ. Nếu như mà cái này mà trúng thưởng hơn 4 tỷ đồng á là Tuấn xin là 500 triệu thôi, còn mấy là chủ
là tặng cho những người hoàn cảnh đặc biệt thực khổ giống như cái vâng vâng dạ dạ tuyệt vời quá quý vị ạ. Dạ cháu hy vọng rằng là chú cháu mình sẽ trúng thưởng. Dạ, bởi vì cái sự trúng thưởng của chúng ta sẽ mang lại những cái giá trị, những ý nghĩa rất là lớn cho mọi người. Dạ dạ. Con chúc chú luôn luôn được mạnh khỏe chú nhá. Và tiếp tục với cái tinh thần lạc quan để mình vượt qua cái số phận, vượt lên cái sự nghèo khó này, cái sự vất vả ốm đau bệnh tật này nhá. Thì hôm nay chú này, hôm nay còn đến đây đấy thì chú có cái nguyện vọng gì không? Thì, thưa vị mà anh Khánh vì tất cả bà con xung quanh đây về mạnh thường quân. Dạ. Có một đời của con cất vé cho chú. Dạ. Đời của tổ tổng là có nguyện vọng là giờ các mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ cho tổng sửa cái xe ha. Đồng tiền để sửa chiếc xe đi. À. Còn từ kiểm thống mà hàng ngày thôi cho con cũng ngược mà chết. Cảm động quá quý vị. Dạ. Một ước mơ rất là nhỏ nhoi. Dạ. À, khi chú Tuấn nói Khánh cảm thấy là chú ánh mắt hơi đỏ rồi quý vị. Chú rất là cảm động, cháu chú rất là tâm trạng, cháu rất là hiểu điều đó. Dạ. Dạ, dạ. Hôm nay chú Tuấn này, con có dịp đi qua Quảng Trì ở đây và nghe về câu chuyện của chú đấy thì con cũng rất là thương. Dạ. Hôm nay con sẽ thay mặt các nhà hảo tâm. Dạ. Sẽ hỗ trợ cho chú ít tiền để chú sửa xe nhé. Bởi vì cháu biết một điều rằng là cái xe không chỉ là một cái phương tiện để cho chú đi lại, để rồi mình có được cái niềm vui trong cuộc sống, mà nó còn là một cái cần câu cơm, một cái người bạn để đồng hành cùng với chú trên những cái nẻo đường để kiếm sống bằng những cái tờ vé số như thế này. Dạ dạ. Và điều đặc biệt ở đây đó là chú có một cái nghị lực, mặc dù mình tàn tật, mình tàn nhưng không phế, vẫn nỗ lực để kiếm sống bằng cái mồ hôi, bằng cái đôi bàn chân và bằng cái sự nghị lực của mình, chứ không có ỷ lại cho những người khác. Dạ, đúng rồi. Dạ, con rất là trân trọng cái sự nghị lực đó của chú. Thì hôm nay con sẽ thay mặt cho 6 nhà hảo tâm. Dạ. Chú nhá. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ, con sẽ thay mặt cho 6 nhà hảo tâm và có chút quà để giúp đỡ cho chú. Dạ. À, quý vị ạ, hôm nay nhân dịp mà đi qua thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trì đây và nghe về câu chuyện của chú Tuấn này. Dạ. Cũng rất là thương. Thì Khánh nghĩ rằng là trong cuộc đời của chúng ta không có ai muốn rằng là từ một người khỏe mạnh rồi trở nên tàn tật như chú Tuấn bây giờ. Dạ. Trong lúc đó thì hạnh phúc gia đình đã không còn nữa. À, được 2 người con thì một người con trai của chú đấy cũng đã về với ông bà tổ tiên rồi. Một người con gái thì cũng lấy chồng mà cũng nghèo khó, xui ra bây giờ cũng còn cũng bị tai biến giống như chú nữa. Cho nên là 100 cái khó, 1000 cái khó nó dồn lên trong cái hoàn cảnh của gia đình chú. Nhưng mà không sao chú ạ. Mình cứ lạc quan lên chú nhá. Dạ dạ. Cứ lạc quan lên để mình sống những ngày từ bây giờ về sau cho nó vui vẻ. Dạ. Nhá. Cho nó được cho nó có những cái giá trị cho cái cuộc sống này, mặc dù mình tàn phế nhưng mình vẫn làm việc như thế này, có nghĩa là mình đang âm thầm mang đến cho những cái người khỏe mạnh, cho những người tàn tật giống mình, người ta có thêm được cái niềm tin trong cuộc sống, có cái nghị lực để người ta vượt qua. Chú nhá. Thì hôm nay con thay mặt cho các nhà hảo tâm tặng cho chú ít tiền. Đầu tiên thì Khánh xin phép được thay mặt cho cô Mai Nguyễn ở bên Mỹ đấy. Dạ. Tặng cho chú 2 triệu đồng. Ôi dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Mai Nguyễn được tặng cho 2 triệu đồng. Thật là cảm ơn chân thành cả cuộc đời. Em rất cảm ơn. Dạ dạ. Vâng vâng. Thứ hai nữa là Khánh xin được thay mặt cho cô Quý, là một người con của miền Trung. Dạ. Ở Nghệ An. Hiện nay thì cô đang ở ngoài Hà Nội đấy. Giúp đỡ cho chú, tặng cho chú 2 triệu đồng nữa. Ôi, trời, dạ, dạ, nhá. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ, dạ. Thứ ba nữa là xin được cảm ơn tấm lòng của chị Đàm Thị Kim Hồng ở Đồng Nai, chia sẻ cho chú là 1 triệu đồng. Dạ, cảm ơn Đàm Thị Hồng. Dạ. Thứ bốn là xin được cảm ơn tấm lòng của chị Mỹ Hương ở bên Mỹ đấy, chia sẻ với chú là 1 triệu đồng. Dạ. Chú nhá. Dạ, cảm ơn cô ở bên Mỹ. Dạ, dạ.
Thứ năm nữa là Khánh xin được thay mặt cho anh Võ Tá Giáp, là một nhà hảo tâm quê gốc ở thành phố Hà Tĩnh. Nhưng hiện nay thì anh đang sống và làm việc ở bên Anh Quốc đó. Chia sẻ cho chú 2 triệu. Dạ, cảm ơn anh Giáp. Nhá. Dạ, cảm ơn bằng cả Anh Quân nha. Vâng, vâng, vâng. Và cuối cùng trong ngày hôm nay đấy là Khánh xin được thay mặt cho một nhà hảo tâm giấu tên ở bên Pháp đấy, chia sẻ cho chú là 100 euro. Dạ, cảm ơn. Nhá. Dạ, dạ. Mạnh Thành Quân lên Pháp. Dạ, dạ. Thì đó là 6 nhà hảo tâm mà ngày hôm nay Khánh xin phép được thay mặt cho quý vị trao cái tấm lòng để giúp đỡ cho chú Tuấn ở đây. Tổng số tiền là 10 triệu 800 ngàn đồng để chú có cái chi phí để sửa cái xe này nhá. Chú nhá. Dạ, cảm ơn các Mạnh Thành Quân được có xe đi bằng về số hàng ngày là rất là mừng, rất là sung sướng. Dạ, dạ. Sung sướng, cảm ơn các Mạnh Thành Quân dạ. giúp đỡ cho Tuấn. Dạ, dạ. Chú đặt luôn nhá. Dạ. Đặt luôn, gọi điện cho người ta gửi ra luôn. Dạ. Như lúc này chú nói là tổng chi phí là 9 triệu gì đấy, cả dạ. phí vận chuyển đấy. Dạ. Nhá, dạ. gửi luôn. Sau đó là ở đây thì nhờ anh Thắng, anh Thăng nha. Anh Thăng sẽ hỗ trợ với chú để đưa cái xe này sửa cho chú đi. Rồi, nhá nhá. Là Thăng sẽ hỗ trợ. Dạ, dạ, dạ. Chú nhá. Dạ, dạ, dạ. Thế bây giờ để con lấy tiền để con trao tặng cho chú nhá. Dạ, dạ. Dạ, vâng. Đây rồi, tiền đây rồi chú. Dạ. Đây là số tiền mà 6 nhà hảo tâm dạ. con vừa đọc tên đấy. Dạ. Tổng là 10 triệu 800 nhá. Dạ. Con thay mặt cho các cô chú tặng cho chú dạ. nhá. Dạ. Và mong rằng là sẽ mang lại cho chú nhiều cái niềm vui hơn, dạ. có thêm được cái động lực, dạ. cái nghị lực để mình tiếp tục sống mặc dù mình đang bị tật nguyền như thế này dạ. nhá. Để rồi tiếp tục tạo ra những cái giá trị cho bản thân. Mình không bị phụ thuộc vào ai cả nhé. Dạ, dạ. Đây, chú đón nhận cái tấm lòng của các nhà hảo tâm chú nhé. Dạ, cảm ơn các nhà hảo tâm. Chứ dạ. Vừa rồi anh Khánh đọc tên chứ cũng không nhớ hết được đúng không? Không nhớ hết với bữa nên nói trực quên sau. Dạ. Dạ, không nhớ tên chứ. Nói chung là xin chắc tên cảm ơn chung cả các nhà hảo tâm dạ, dạ. cho tụng tiền. Dạ. À, cho tụng một ngàn là tụng cảm ơn một ngàn. Dạ. dạ. Tôi đã cho như tụng một ngàn tụng cảm ơn. Dạ, dạ. dạ. Và đây của cháu đây 4 tỷ này. Dạ. Đấy. Dạ. Đó. Có anh Tài thành cho vâng. thêm 20 vé số nữa. Dạ. Thế chứ nói thiệt về xin về thưa về các Mạnh Thành Quân đã ngày hôm nay đã tạo cho tụng có được cái xe đi. Tụng dạ. rất chi là cảm ơn. Và dạ. tụng xin hứa. Dạ. cố gắng và mình thiệt mình giúp đỡ cho đời dạ, trong dạ. cho mình cho đời dạ, dạ. và là cố gắng dạ, dạ. mình bị tật mà tàn mà không phế đúng rồi tàn mà không phế tàn không phế dạ. từ được kiếm sống ăn dạ. nhưng mà giờ gặp mà nhà hảo tâm dạ. giúp cho tụng có chiếc xe thì tụng có cơ hội dạ. nhiều hơn dạ, dạ. để đi kiếm sống dạ. vâng để dạ. rồi có thể là kiếm được thêm hơn một chút mình dạ. tích lũy lại dạ. để rồi dạ. Những ngày mưa mình không đi được dạ. những lúc ốm đau mình ở nhà dạ. đúng không đúng thì đúng rồi đúng còn đúng. Vẫn có đồng mà mua cơm để mà ăn chú dạ, nhỉ đúng, đúng dạ, dạ. dạ thôi con một lần nữa thì con chúc cho chú là luôn luôn được lạc quan yêu đời rồi dạ. tiếp tục là với cái công việc của mình nhé dạ. và được mạnh khỏe, đừng có ốm đau bệnh tật gì cả để dạ. cho nó được thuận lợi trong cái cuộc sống chú nhé. Dạ. Bây giờ thì con xin phép con về luôn dạ, nhé. Con phải đi xa nhé. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Thôi, cảm ơn anh Khánh nhé. Dạ, dạ, dạ. Thôi, dạ. Vâng, vâng, vâng. Dạ, 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 dạ. Thôi chú, dạ, 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 dạ. Thế thôi con về nhé. Dạ, dạ. Khánh cũng xin khép lại cái chương trình này ở đây. Cảm ơn toàn thể quý vị dạ. rất là nhiều. Trong ít phút vừa rồi đã lắng nghe, đã trò chuyện cùng với Khánh và đặc biệt đó là cảm ơn các nhà hảo tâm đã có những cái sự chia sẻ để giúp đỡ cho chú Tuấn trong cái khoản tài chính vừa rồi. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Xin chào toàn thể quý vị nhé. Con chào chú nhé. Dạ, dạ, dạ. Rồi, bye bye chú nhé. Dạ, dạ. Rồi, chào mọi người luôn nhé. Chào anh Thăng nhé. Rồi, rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi, rồi, rồi. Dạ, dạ, dạ. Ok, chào anh nhé. Dạ, dạ, dạ. Xin chào toàn thể mọi người nhé. Thank you.